Kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật, ngày 27 tháng 1 năm 2019. Chúc quý vị có buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự 18:30 tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An với một số nội dung đáng lưu ý sau đây. Lãnh đạo tỉnh Long An chúc Tết các lực lượng vũ trang trong tỉnh. Đặc sản vùng miền phục vụ Tết. Sức hút đầu tư của Pháp vẫn mạnh mẽ bất chấp phong trào áo vàng. Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngày 26 tháng 1 năm 2019, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến huyện Cần Giuộc tặng 1.500 quà Tết, 30 xe đạp, 10 bộ máy vi tính và 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, lực lượng nòng cốt, người có hoàn cảnh khó khăn và học sinh trên địa bàn huyện. Trong không khí vui tươi, đầm ấm của mùa xuân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ân cần thăm hỏi các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, cùng lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, hạnh phúc và đầm ấm. Đồng thời, cũng thông tin về kết quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong năm 2018. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương trong chỉ đạo điều hành, đưa kinh tế xã hội của huyện Cần Giuộc phát triển, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình lưu ý cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm nhiều hơn nữa đến các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn để bà con nhân dân được đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Sáng nay ngày 27 tháng 1 năm 2019, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa tổ chức lễ khánh thành đình Trung Hậu Nghĩa, đến dự có ông Phạm Giang Rạnh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ, lãnh đạo huyện Đức Hòa và đông đảo bà con nhân dân thị trấn Hậu Nghĩa. Đền Trung Hậu Nghĩa có từ rất lâu đời, hiện đang thờ vị thần có tên là Võ Chí Ca. Đó là ông tổng lãnh binh cầm quân đi đánh giặc Xiêm thời bấy giờ. Đền Trung được xây dựng vào năm 1963, đến nay đã xuống cấp. Sau đó được Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8, Công ty Cổ phần tiến hành trùng tu từ tháng 5 năm 2018, tổng kinh phí là 3,2 tỷ đồng. Với kết cấu xây dựng cải tạo toàn bộ chánh điện, nhị điện, công trình nhà vệ sinh, tu sửa toàn bộ các công trình phụ bên trong lẫn bên ngoài. Ngoài ra, phần trang thiết bị, nội thất bên trong do Công ty Cổ phần Bất động sản Trần Anh, Long An tài trợ, đảm bảo điều kiện về văn hóa, là nơi bà con gần xa đến thắp hương. Công trình trùng tu đền Trung hoàn thành, đây chính là nguyện vọng của bà con nhân dân trên địa bàn thị trấn Hậu Nghĩa, là điểm tựa sinh hoạt văn hóa của thị trấn, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, sức khỏe đến mọi nhà. Nhân dịp đón xuân Kỷ Hợi 2019, hôm nay ngày 27 tháng 1, tại đồn biên phòng Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An Phạm Giang Rạnh dẫn đầu đoàn cán bộ tỉnh Long An thăm chúc Tết tặng quà 18 đơn vị quân sự, biên phòng, quản lý thị trường làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới huyện Vĩnh Hưng, Mộc Hóa và thị xã Kiến Tường. Cùng tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ông Phạm Giang Cảnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh. Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Giang Rạnh ghi nhận biểu dương sự đóng góp của các đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới thời gian qua. Đồng thời, gửi lời chúc Tết và động viên cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng và các đơn vị lực lượng vũ trang tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2019. Đặc biệt, xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên tuyến biên giới. Tỉnh Long An hiện có đường biên giới giáp hai tỉnh Svay Riêng, Prey Veng, Vương quốc Campuchia, dài 133 km. Năm 2018, tình hình an ninh trật tự chính trị trên địa bàn tuyến biên giới cơ bản ổn định. Các lực lượng quân sự, biên phòng, quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với chính quyền, người dân địa phương trong bảo vệ đường biên cột mốc. Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trực lễ Tết được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Tích cực tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo vệ đường biên cột mốc, phòng chống buôn lậu, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng bồi đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa chính quyền nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia. Sáng nay, 27 tháng 1 năm 2019, ông Trần Văn Cần, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã dẫn đầu đoàn dân quân chính đảng tỉnh đến thăm tặng quà chúc Tết cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng Long Khúc, Bến Phú và các đơn vị quân sự đại đội cơ động đóng quân trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng. Đại tá Phan Chân Phúc, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tiếp đoàn. Thiếu tá Bùi Văn Thuận,
đồn trưởng đồn biên phòng Lông Khốt đã báo cáo kết quả công tác bảo vệ biên giới hiện nay. Trong năm 2018, các đồn biên phòng trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng đã chú trọng xây dựng cấp ủy tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Ông Trần Văn Cần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu dương thành tích mà các đơn vị đạt được trong thời gian qua, đã đoàn kết gắn bó với nhân dân, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, giữ vững toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền an ninh biên giới, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo đảng bộ chính quyền địa phương, cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng và các đơn vị quân sự đóng trên địa bàn thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, đối phó thắng lợi mọi tình huống có thể xảy ra. Đặc biệt trong thời gian cao điểm, tăng cường lực lượng cho các hướng cũng như những địa bàn trọng điểm. Trước thềm xuân Kỷ Hợi 2019, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Cần đã tặng quà Tết, chúc cán bộ chiến sĩ dồi dào sức khỏe, vững vàng trong mọi công việc. Qua đó, gửi tới gia đình cán bộ chiến sĩ các đơn vị lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới an khang, một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc. Dịp này, đoàn cũng đã đến thắp hương, giếng bia tưởng niệm. Đã đến thắp hương tại nhà tưởng niệm liệt sĩ Lông Khốt, nơi ghi công các liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ vùng đất biên cương Tổ quốc qua các thời kỳ. Vào sáng nay ngày 27 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Nguyễn Văn Được làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết và tặng quà cho các đơn vị, lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới huyện Đức Huệ và địa bàn huyện Đức Hòa. Đoàn đã đến thăm tặng quà và chúc Tết cán bộ chiến sĩ thuộc 8 đơn vị, gồm đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, đồn biên phòng Mỹ Thành Tây, đại đội bộ binh huyện Đức Huệ, chi cục hải quan Mỹ Quý Tây, đại đội quản lý thị trường số 1, đài quan sát 20K71 bộ chỉ huy quân sự tỉnh và đại đội công binh Đức Hòa, trạm radar 48F367 Đức Hòa. Tại đây, đoàn đã nghe đại diện các đơn vị báo cáo những kết quả nổi bật trong năm 2018, cũng như kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019. Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đóng góp mà các đơn vị đạt được trong năm qua. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí cũng gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ chiến sĩ và gia đình, đồng thời mong muốn các đơn vị nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, chăm lo cho cán bộ chiến sĩ đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Đặc biệt, vui xuân không quên nhiệm vụ, phân công trực Tết đảm bảo quân số, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Đoàn cán bộ tỉnh Long An do ông Nguyễn Thanh Cang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An làm trưởng đoàn, đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn bộ binh 1, trung đoàn 738 Long An cùng một số đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện Thạnh Hóa. Ông Nguyễn Thanh Cang thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm qua. Ông biểu dương những thành tích mà cán bộ chiến sĩ trung đoàn đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các cán bộ chiến sĩ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, giúp dân phát triển kinh tế xã hội. Dịp này, đoàn tặng mỗi đơn vị một phần quà Tết nhằm động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc, cùng với lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng. Cùng ngày, đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Trương Văn Nọ, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, các ban ngành tỉnh cùng lãnh đạo huyện Cần Đước đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ tại Trung đội Pháo 105, đồn Rạch Cát, phòng tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đóng trên địa bàn xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đước. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An Trương Văn Nọ gửi lời chúc sức khỏe và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Trung đội Pháo 105, đón một mùa xuân mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, sang năm mới, đơn vị cần thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ tốt an ninh trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang của tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Sáng nay, tại đồn biên phòng Sông Trăng, huyện Tân Hưng, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Đinh Ngọc Lâm đã đến thăm và chúc Tết đến cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Tân Hưng nhân dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019. Tại buổi họp mặt, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Đinh Ngọc Lâm cùng các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi tặng quà và gửi lời chúc đến cán bộ chiến sĩ đại đội bộ binh huyện Tân Hưng, đồn biên phòng Sông Trăng, đội thanh tra giao thông số 1 cùng gia đình năm mới vui vẻ, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
đồng thời yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình, chấp hành tuyệt đối nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu, tăng cường phối hợp với lực lượng để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đoàn cán bộ tỉnh Long An do trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải làm trưởng đoàn đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng Tân Hiệp, đại đội bộ binh huyện Thanh Hóa và đồn biên phòng Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa. Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải chúc các cán bộ chiến sĩ đón Tết vui tươi, đầm ấm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng bộ đội biên phòng, xây dựng đơn vị vững mạnh, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, đoàn cán bộ tỉnh trao tặng những phần quà Tết cho đại diện đồn biên phòng Tân Hiệp, đại đội bộ binh huyện Thanh Hóa và đồn biên phòng Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa. Vào tối qua ngày 26 tháng 1, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh đã diễn ra lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Đại lễ cầu siêu do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An tổ chức nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Sau nghi thức thắp hương tại tượng đài tưởng niệm, các vị hòa thượng tăng ni và đông đảo Phật tử trong tỉnh đã thắp nến lên từng phần mộ anh hùng liệt sĩ. Đất nước đã hòa bình gần nửa thế kỷ, nhưng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An, 4.500 người con ưu tú của dân tộc vẫn mãi nằm lại trên đất mẹ. Lễ thắp nến diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, với tâm niệm mỗi ngọn nến một tấm lòng, nhằm nhắc nhở các tăng ni Phật tử mãi mãi nhớ ơn những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để giữ gìn từng tấc đất quê hương vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của dân tộc. Thưa quý vị, anh Nguyễn Tuấn Anh, cựu chiến binh ấp Phước Tú, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, là một trong những hộ phát triển kinh tế từ cây mai vàng trong nhiều năm nay. Trong những năm mới bắt đầu vào nghề trồng mai, anh trồng khoảng 50 cây mai nhỏ. Sau nhiều năm, anh nâng dần lên và hiện trong vườn nhà anh luôn có khoảng 300 gốc mai trở lên. Bình thường thì hai vợ chồng anh chăm sóc vườn mai, nhưng khi vô mùa, tháng gần Tết, việc chăm sóc mai cực hơn, tốn thời gian hơn, nên anh thuê thêm lao động để phụ việc, vì anh trồng mai chủ yếu là bán vào các dịp Tết và cho thuê những dịp lễ Tết khi khách có nhu cầu. Đều đặn như vậy, mỗi năm sau khi trừ chi phí, anh thu lợi trên 200 triệu đồng. Chí Nguyễn Tuấn Anh là hội viên của những bên ấp Phước Tú thì cũng qua cái mai vàng để mà làm kinh tế, thì đồng chí là dạng kinh tế làm kinh tế có giỏi của tri hội. Có thể nói, đó là sự cần cù, nhẫn nại, là tinh thần quyết chiến, quyết thắng của người lính Cụ Hồ đã ăn sâu trong anh từ những ngày tháng anh được tham gia quân ngũ. Hiện nay, vườn mai của gia đình anh Tuấn Anh đã có khách tới xem mai và đặt hàng. Trung bình mỗi cây mai vàng có giá dao động từ 3 đến 10 triệu đồng một cây. Theo quan sát thị trường, giờ thấy cây mai vàng nó có giá năm dưới tăng chắc khoảng từ 20 tới 30%. Cái nhu cầu của khách người ta chơi nhiều. Vất vả cả năm dốc sức chăm sóc các tỉa, niềm vui lớn nhất của anh Nguyễn Tuấn Anh và những người trồng mai trên địa bàn huyện Bến Lức là có được những chậu mai ưng ý để phục vụ khách hàng vui xuân đón Tết. Hy vọng mai nở đúng Tết, chủ vườn sẽ có được nguồn thu nhập cao và người dân địa phương cũng sẽ được đón một cái Tết sum vầy trọn vẹn. Xin được chuyển sang phần tin trong nước. Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán. Tại hội chợ xuân năm nay, nhiều mặt hàng phong phú đa dạng, đặc biệt là các loại đặc sản vùng miền từ Nam ra Bắc đã sẵn sàng lên kệ, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Hội chợ xuân năm nay ghi nhận sự có mặt của đông đảo các sản phẩm địa phương và đặc sản các vùng miền. Đặc trưng của vùng núi phía Bắc có thịt heo gác bếp, lạp xưởng, cam Cao Phong, cam Hàm Yên, gạo nương Tuyên Quang, mật ong rừng, mộc nhĩ, nấm hương, măng chua, miến dông Cao Bằng, bánh đậu xanh, bánh gai Hải Dương, chả giò, bánh chưng Ước Lễ, mang đến cho khách sự lựa chọn đa dạng. Mình mang đến hai cái sản phẩm đặc trưng của vùng Yên Bái này để phục vụ cho những người sành ăn ở Hà Nội và thứ hai là phục vụ Tết cổ truyền cho dân tộc mình. Với những khách hàng muốn tìm đặc sản của miền Trung thì có giò me Nghệ An, nem chua Thanh Hóa, bánh đa ram, hành tỏi Lý Sơn cùng với nhiều sản phẩm hấp dẫn khác. Tham gia hội chợ xuân lần này thì chúng tôi muốn mang đến cái đặc sản vùng biên của chúng tôi, tức là tôi ở Nghệ An thì tôi muốn quảng cáo cái thương hiệu giò me của Nghệ An ạ.
do mé tức là do bế mà ở miền Bắc này họ gọi là do bế đó. Còn hồng sấy gió của Đà Lạt, nước mắm Phan Thiết, những đặc sản từ phía Nam xa xôi cũng đầy ắp để cho người dân thủ đô có thể lựa chọn và thưởng thức hương vị nắng ấm phương Nam. Tết đến, mọi người đều có nhu cầu mua sắm cho gia đình mình và làm quà tặng. Đặc biệt, các loại mang đặc trưng vùng miền rất được khách hàng ưa thích. Tôi muốn mua để các món ăn độc và lạ để cho gia đình tôi. Ngoài ra thì tôi muốn mang đi biếu để cho nó độc đáo hơn ạ. Bình thường ấy thì mình đã ăn những cái món bình thường ngày rồi ấy. Nên là ngày Tết thì muốn chọn những cái đồ ăn nó đa dạng và đặc sản của các vùng miền ấy để thay đổi cái khẩu vị ăn trong gia đình. Và hai nữa là Tết đến thì hầu như nhà nào cũng sẽ có khách đến nhà chơi ạ. Thì cũng muốn là Tết đến có một cái gì đấy khác lạ để mời khách trong ngày Tết. Tại hội chợ xuân năm nay, tất cả các gian hàng tham gia đều phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm. An toàn vệ sinh thực phẩm là rất là quan trọng, bởi vậy chúng tôi có phối hợp cùng với các ban ngành chức năng thành lập một cái tiểu ban kiểm tra từ tiền kiểm cho đến hậu kiểm, và hàng ngày với một thời gian nhất định chúng tôi lại có một cái đoàn đi để kiểm tra để đảm bảo cho chất lượng hàng hóa. Hội chợ xuân đã trở thành truyền thống vào dịp Tết đến đối với người dân thủ đô. Khám phá các đặc sản vùng miền, thưởng thức không khí náo nhiệt của hội chợ để cảm nhận Tết đã về.